Chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ame Shop. Thì hôm nay video này em sẽ gợi ý đến các anh ba món phụ kiện, đó chính là một chiếc hộp đựng thuốc lá cũng như là một chiếc bật lửa và một chiếc tẩu thuốc lá các anh nhá. Bộ set ba món cực kỳ là sang cũng như là rất là đẹp luôn đúng không ạ? Cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đầu tiên thì là một chiếc hộp đựng thuốc lá. Một chiếc hộp đựng thuốc lá được làm bằng đồng nguyên khối các anh nha. Sức chứa khoảng 20 điếu, cực kỳ đẹp và cực kỳ là dày dặn luôn các anh nhá. Đến từ thương hiệu Cuboy. Rất là đẹp đúng không ạ? Đồng nguyên khối cực kỳ đẹp và bền các anh nha. Rất là khít luôn các anh nhá, cực kỳ là khít và kín luôn. Rất là ok luôn các anh nha, cực kỳ là tuyệt luôn. Đầu tiên đó là chiếc hộp đựng thuốc lá và tiếp theo đó chính là một chiếc bật lửa rút nắp. Rất là đẹp đúng không ạ? Đồng màu sắc rất là đẹp, rất là phong cách luôn các anh nha. Mẫu này thì nhà em có hai sự lựa chọn cho các anh, đó chính là mẫu có buồng đốt và không có buồng đốt. Thì hiện tại mẫu em đang giới thiệu cho các anh đó là mẫu không có buồng đốt, đến từ thương hiệu Zoro các anh nhá. Mình muốn mẫu có buồng đốt thì mình chọn mẫu của thương hiệu Cuboy thì sẽ cùng có buồng đốt các anh nhá. Em sẽ thử điểm qua phần ruột của mẫu này. Các anh có thể quan sát thấy đúng không ạ? Ruột và vỏ cực kỳ là dày dặn luôn các anh nha, rất là chất lượng, được làm bằng đồng, cực kỳ là đẹp cũng như là rất là tuyệt vời các anh nhá, rất là đẹp luôn ạ. Món đồ thứ hai đó chính là chiếc bật lửa. Tiếp theo thì em sẽ đến món thứ ba, đó chính là một chiếc tẩu rồng nổi cuồn cuộn luôn các anh nha, cực kỳ đẹp và rất là đẳng cấp luôn, cầm trên tay là biết đẳng cấp rồi các anh nha, cầm trên tay là đã thấy đẳng cấp rồi. Mẫu này thì mình sử dụng để hút điếu to các anh nhá, điếu thường ấy ạ, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Lõi lọc thì là lõi lọc vệ sinh các anh nhá, cực kỳ dễ dàng sử dụng. Khi mà mình hút 5 đến 7 điếu thì mình lại vệ sinh giúp em thôi, cực kỳ là tuyệt vời. Xong đó mình lại đút lại như bình thường và mình sử dụng, cực kỳ là ok các anh nhá, rất là đẹp luôn. Các anh có thể quan sát thấy đúng không ạ? Rồng nổi rất là đẹp như là cực kỳ là đẳng cấp luôn các anh nhá. Các mẫu sản phẩm ở bên em thì đều có hộp full box rất là đầy đủ, rất là thích hợp để các anh có thể lựa chọn làm quà tặng hay là quà biếu, cực kỳ là ok luôn các anh nhá. Món phụ kiện, set phụ kiện 3 món có gam màu vàng đồng, rất là sang trọng cũng như là cực kỳ đẹp, không bao giờ lo lỗi mốt hay là bay màu gì các anh nha, cực kỳ là tuyệt vời luôn, rất là đẹp và rất là sang luôn các anh ạ, cực kỳ là tuyệt vời luôn, quá đẹp cho set phụ kiện này đúng không ạ, rất là tuyệt vời luôn các anh nha, rất là sang trọng, cực kỳ là đẹp. Em rất là kết cái set này luôn các anh ạ. Rất là đẹp luôn mà cực kỳ là bền cũng như là rất là sang. Bởi cái gam màu vàng này thì là một gam màu được rất là nhiều anh yêu thích từ trước đến nay rồi. Và chất liệu thì là chất liệu đồng nữa, cực kỳ là bền và cực kỳ là đẹp luôn. Rất là, nhìn thì rất là đơn giản thôi nhưng rất là đẹp luôn các anh ạ. Rất là sang và rất là phong cách luôn. Bộ set 3 món bao gồm một chiếc bật lửa cũng như là một chiếc tẩu và một chiếc hộp đựng đầy đủ tiện ích dành cho những anh yêu thích hút thuốc thì còn gì bằng nữa đúng không ạ? Rất là tuyệt vời luôn. Anh nào mà kết bộ set này thì có thể comment số điện thoại ở bên dưới. Ame Shop sẽ các bạn nhân viên liên hệ lại tư vấn cũng như là giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc để tiết kiệm thời gian thì các anh có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình các anh nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.